Hoàng Audo xin chào toàn thể bác, tiếp tục lại lên những cú đẩy đến vang X10 chuẩn bị được đi cho anh Hạnh tại Hải Phòng. Thì đây là một trong những cái phiên bản đẩy đến vang cao cấp nhất vào thời điểm hiện tại. Công suất lớn cho ra chất âm hay và có rất là nhiều những tính năng cao cấp. Đặc biệt dòng đẩy đến vang này thì đã được tích hợp đầu giải mã và có chế độ chống chập chống cháy cực kỳ an toàn. Thì với dòng đẩy đến vang X10 thì đã được sử dụng chip xử lý DSP 64 bit, và công suất của dòng đẩy này thì khá là lớn, lên đến 1200W trên kênh, và sẽ có rất là nhiều những tính năng cực kỳ là hấp dẫn để khi các bác sử dụng những dòng đẩy liền vang này sao cho ra chất âm hay nhất. Đây là một trong những sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Yabe Pro và cũng là một trong những thương hiệu rất là quen thuộc, rất là nổi tiếng. Về hình thức thiết kế thì dòng đẩy liền vang này cực kỳ là sang trọng. Phía giữa thì sẽ có một tấm kính cường lực và một màn hình chính, hai mặt trên dưới là những mặt ở nhung phay logo Yabe Pro, hai bên với hai volume chính, một volume mic và một volume music. Đấy, những tính năng kết nối như là cổng vang và Bluetooth và USB đầy đủ. Đặc biệt với dòng đẩy liền vang X10 thì sẽ có 5 chế độ effect để các bác có thể lựa chọn làm sao cho phù hợp với những cái tông giọng của mình, sao cho giọng hát nhà mình có thể hay nhất. Và chế độ feedback sẽ từ 1 đến 6, hoặc khi các bác muốn hát bay hơn hay nhẹ hơn thì các bác sẽ tắt những chế độ feedback này đi. Càng cao thì tiếng chế độ chống vú thì sẽ càng lớn. Bên cạnh đó thì vẫn còn những tính năng như là EQ của mic và EQ của music. Đặc biệt với chế độ lọc xì của dòng đẩy liền vang X10 này sẽ cực kỳ là hay nhá. Đây là một trong những cái điểm mà bác nào đam mê karaoke thì sẽ rất là quan tâm đến những dòng chế độ lọc xì, chế độ reverb của dòng đẩy liền vang X10. Đây là một số những tính năng cơ bản của dòng đẩy liền vang X10 và sẽ có những cái tính năng chuyên sâu hơn, những tính năng cao cấp hơn rất là nhiều. Thì em đã có những cái video để hướng dẫn chi tiết tất cả bác sao để sử dụng những dòng đẩy liền vang này hay nhất có thể rồi. Về phần dưới đây thì sẽ có một công tắc để bật tắt nguồn và những phần chỉnh của echo như delay, repeat, bass, check, jack cắm mic và những phần chỉnh mic tone, music tone. Đấy là toàn bộ tổng thể về đẩy liền vang X10, một trong những cái phiên bản đẩy liền vang cao cấp đến từ thương hiệu Yabe Pro. Và hôm nay thì cũng đang trong quá trình test rồi chuẩn bị gửi hàng đi cho anh Hạnh tại Hồng Bàng Hải Phòng. Thì cũng làm luôn một video để giới thiệu lại cho tất cả các bác về mẫu đẩy liền vang này. Nếu bác nào đang quan tâm đến sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Audio qua số điện thoại 0967345155 để có thể đặt hàng nhá. Bây giờ thì xin mời các bác cùng đi thưởng thức chất lượng âm thanh và dòng đẩy liền vang X10 của Yabe Pro để cho ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.